bị những bệnh này, đừng mua thuốc tây. Không cần tới bác sĩ mà hãy dùng quả khế là khỏi. Quả khế, thần dược cho sức khỏe mà ít ai biết để đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh. Quả khế chứa một tác nhân kháng khuẩn, có thể chiến đấu với các loại khuẩn như Microbia, Bacillus coriacus, E. coli, Salmonella typhus. Mỗi quả khế trung bình chỉ chứa khoảng 30 calo, nhưng lại chứa rất nhiều chất xơ, vitamin C, chất chống oxy hóa và flavonoid. Do đó, khế là một loại quả lý tưởng cho những ai muốn giảm cân mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng, lại có làn da đẹp mịn màng trẻ trung, tránh táo bón. Lợi ích từ khế. Chất xơ tự nhiên. Khi ăn khế, hệ thống tiêu hóa của bạn sẽ được cải thiện nhờ thành phần chất xơ tự nhiên có trong loại quả này, giúp ngăn ngừa táo bón. Chất xơ trong khế cũng giúp duy trì trọng lượng lý tưởng, ngăn chặn sự hấp thu cholesterol từ thức ăn ở ruột, ngăn ngừa ung thư ruột kết. Vì chất xơ có lợi bảo vệ màng nhầy trong ruột già và quét đi các chất độc hại. Ngoài ra, chất xơ hòa tan trong quả khế còn có khả năng phòng chống ung thư, hỗ trợ tiêu hóa, giảm lượng đường huyết, ngừa bệnh tim mạch. Chúng ta có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành món canh chua. Chứa các chất pectin. Nhờ có thành phần pectin trong quả khế mà khi chúng ta ăn thường xuyên có thể hạ thấp mức cholesterol trong cơ thể. Đặc biệt ở phụ nữ có thai, pectin còn có tác dụng ngăn ngừa viêm gan. Vitamin C trong khế có thể đẩy độc tố ngoài ra và giúp tổng hợp collagen. Đây là một thành phần quan trọng để hồi phục và hình thành xương, động mạch và mạch máu. Điều này là rất quan trọng để làm dịu những thiệt hại ở cấp độ tế bào và mô. Khế có hàm lượng chất chống oxy hóa và chất flavonoid cao, rất có lợi cho việc bảo vệ cơ thể khỏi các tình trạng viêm do gốc tự do gây ra. Vitamin C đóng vai trò như một chất chống oxy hóa tự nhiên, có lợi cho cơ thể, làm tăng miễn dịch của cơ thể trong việc ngăn chặn sự tấn công của các loại vi khuẩn và virus gây bệnh. Các chất chống oxy hóa cũng có lợi trong việc ngăn ngừa ung thư, cũng như loại bỏ một loạt các chất độc có hại cho cơ thể, đồng thời giúp hấp thu chất sắt, hỗ trợ sự phát triển của xương, răng, tóc, móng tay và chăm sóc da, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Khế còn chứa các vitamin A, B5 giúp quá trình trao đổi chất hoạt động trơn tru và suôn sẻ hơn. Ngoài ra, khế còn là nguồn vitamin B9, acid folic, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ, làm giảm lượng cholesterol. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tám biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh cuộc yêu. Làm bà xã lên mây chắc chắn là điều mà các soái ca đều muốn. Thứ nhất, ai cũng muốn người mình yêu được sướng. Thứ hai, đây cũng là cách để nam giới thể hiện sức mạnh bản lĩnh của mình trước người tình. Nhưng khi nào thì cô ấy đạt khoái cảm, biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh sẽ như thế nào là điều không phải Adam nào cũng biết. Thực ra, chuyện này cũng không có gì quá khó khăn, chỉ cần để ý một tí, tinh tế hơn một tí, bạn sẽ biết ngay người tình của mình đã thật sự lên nóc nhà hay chưa. Biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh phái mạnh nên biết rõ. Âm đạo co thắt liên tục. Khi nàng đạt khoái cảm tột đỉnh, các cơ của bộ phận âm đạo, nhất là cơ ở bên ngoài, sẽ có hiện tượng co thắt, giật giật mạnh mẽ và liên tục bóp chặt vào thằng nhỏ của bạn, làm bạn cũng sướng tê rồi chim. Hiện tượng này đều đặn diễn ra từ 3 đến 15 lần, trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 giây. Có nhiều cô còn lâu hơn. Hãy tập trung cảm nhận, bạn sẽ thấy các cơ của cô bé bóp lại rồi thả ra thằng nhỏ của bạn. Nếu bạn thường xem phim cấp 3, nhất là những bộ phim của Nhật Bản, bạn sẽ thấy rõ hiện tượng này. Khi lên đỉnh, toàn bộ cơ thể của nàng sẽ co giật như là bị điện giật vậy. Trong đó vùng cơ hậu môn và âm đạo của nàng cũng không ngoại lệ. Đối với những phụ nữ co giật nhẹ thì không sao, còn có một vài trường hợp co giật nặng lại gây ra không ít hiểu lầm. Chị T kết hôn và trong đêm tân hôn đó cũng là lần đầu tiên chị làm chuyện ấy. Cả hai cùng hôn nhau rồi dạo đầu,
rồi anh cũng quan hệ bằng miệng, khiến chị vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Sau đó thì hai người bắt đầu giao ban. Mọi chuyện cứ tưởng diễn ra suôn sẻ trong đêm tân hôn, nhưng không ngờ chị đang quan hệ giữa chừng thì chị T coi giật đùng đùng, làm anh chồng cứ tưởng bị giật kinh phong mà sợ xanh cả mặt. Lát sau, khi cơn cực khoái qua đi thì anh mới biết là do chị lên đỉnh, sướng quá nên mới coi giật, chứ không phải bị bệnh tật gì cả. Ánh mắt đê mê mờ ảo. Không chỉ phụ nữ mà nam giới chúng ta cũng vậy. Khi đoạt cực khái, cảm giác rất sung sướng đê mê, cứ lần lần như trên mây vậy. Con người trong trạng thái này cứ như đi trên mây, ánh mắt cứ lờ đờ và rất là phê. Hơi thở nhanh. Khi mà sự lên đỉnh của phụ nữ sắp xảy ra, tim cô ấy sẽ đập mạnh hơn, vì khi này những cơ quan trong cơ thể cũng như những cơ bắp bắt buộc phải được bơm nhiều oxy hơn để có thể duy trì hoạt động. Chính vì thế, nàng phải thở nhanh và mạnh hơn mới đáp ứng đủ nhu cầu oxy cơ thể đang cần. Khi mà bạn nhận biết được hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim loạn xạ của người tình thì chắc chắn nàng đang khoái lạc thực sự. Tuy nhiên, sau khi cô ấy lên tiếng mà hơi thở vẫn bình thường thì có thể bạn bị lừa tình rồi đấy. Lấy chân kẹp người bạn. Bạn có để ý trong bộ phim 7X không? Khi người phụ nữ sung sướng, họ sẽ lấy hai chân kẹp lấy người bạn, tay thì cấu chặt vào mền gối hoặc ghì chặt đầu của bạn vào người cô ấy. Nhất là khi quan hệ bằng miệng, cô nàng đang ngồi, còn bạn thì quỳ phía dưới và liếm âm đạo của nàng. Bạn cứ canh ngay hoặc lè của nàng mà liếm tí nữa khi lên đỉnh. Một là cô ấy sẽ bắn hết cả dâm thủy vào miệng bạn, còn hai họ sẽ lấy hai tay ôm đầu bạn và ép chặt miệng bạn vào trong âm đạo của họ. Họ muốn nói với bạn rằng, Anna, em đang rất sướng, anh hãy tăng mạnh cường độ lên chứ đừng giảm xuống nhé. Khi lên đỉnh, phụ nữ họ sẽ thường ưỡn ngực ra, nhấc bụng cao lên và cong lưng lại, mục đích nhằm làm căng các cơ để xuất tinh được mạnh hơn. Phụ nữ cũng xuất tinh đấy nhé. Khi này, máu tuần hoàn rất mạnh, khiến lượng máu đổ về ngực của nàng cũng rất nhiều, làm cho nó căng phồng và hồng hào hơn bình thường, nhìn thấy kích thích. Đồng thời khuôn mặt và hai vành tai của nàng cũng sẽ đỏ ứng lên, âm vật và hai đầu vú thì cương cứng ra. Biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh, nó cũng giống như dương vật của bạn vậy. Khi bạn sắp xuất tinh, dương vật cũng sẽ cương cứng lên rất to, nhằm tạo ra áp lực để bắn tinh trùng ra ngoài thật nhanh và thật mạnh. Tiếng kêu rên của nàng. Trong suốt quá trình quan hệ, một số phụ nữ họ sẽ rên khe khẽ, làm bạn cũng ức không chịu nổi. Cô nào mà nằm im lấy gối che mặt không rên rỉ gì thì về nhà chơi với cô nam còn hơn. Nếu để ý kỹ thì khi sắp lên đỉnh, âm thanh rên rỉ của họ sẽ nhiều và mạnh hơn, vì lúc này các cơ trên cơ thể đang trọng thái co lại rồi căng ra, điển hình là cơ âm đạo. Ở cuống họng cũng vậy, khi các cơ này co thắt sẽ vô tình tạo ra các âm thanh nghe rất sướng tai mà bạn sẽ khó có thể nào quên được. Có một vài phụ nữ khi lên đỉnh, họ còn nói tục, nói dầm như trong các bộ phim Mỹ các cô gái thường ao xích. Cho nên khi người phụ nữ của bạn có lỡ miệng văng tục thì cũng đừng trách họ, vì lúc đó nhiều khi sướng quá không kiềm chế được nên nói tục vậy thôi. Nàng khóc. Nghe có vẻ lạ, nhưng thực sự có một vài phụ nữ sau khi đọt cực khoái, họ lại khóc. Khóc không phải vì họ đau, mà vì họ quá sung sướng. Phụ nữ rất nhạy cảm, cũng giống như buồn vui, khi họ sướng quá, họ cũng sẽ khóc. Việc cần làm lúc này là hãy ôm chặt và trò chuyện với bạn tình để cảm nhận sự hạnh phúc sung sướng nhé. Cười khanh khách. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nếu để ý, bạn sẽ thấy rất nhiều phụ nữ có hiện tượng cười sảng khi lên đỉnh. Một ví dụ như của chị T ở Hà Nội. Vợ chồng chị sống trong một căn hộ cùng với ba mẹ chồng và em gái của chồng. Đã nhiều lần cả nhà giật mình vì cứ khoảng 1-2 giờ đêm lại nghe tiếng chị cười rất to. Ai trong nhà ai cũng tưởng chị có vấn đề hay là bị ma nhập nên vô cùng hoảng hốt. Nhưng thật sự họ không biết đó là lúc hai vợ chồng chị đang quan hệ. Ai làm chị sướng quá nên chị cười sảng lên rất to. Từ đó trở đi, khi ân ái, cứ mỗi lần chị sắp lên đỉnh, anh lại phải lấy tay bịt mồm chị lại, nếu không muốn sáng hôm sau bị bố mẹ than phiền. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên.
hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn xong lăn đùng ra chết chỉ vì ăn canh cua theo cách này. Ngon nhưng không phải ai cũng ăn được, và đây là những kiểu ăn canh cua dễ bị ngộ độc chết người. Đây là sự kết hợp hoàn hảo để bảo vệ sức khỏe cho mỗi gia đình. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến ngộ độc chết người. Ăn phải bát canh cua thừa, không đun nấu lại sẽ khiến bạn bị ngộ độc thực phẩm. Nếu không chữa kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Cua đồng được biết đến là một trong những thực phẩm giải nhiệt mùa hè rất tốt. Những bữa cơm mùa hè nóng nực của nhiều gia đình không thể thiếu những bát canh cua nấu với rau đay, mồng tơi, thơm ngon, đặc đà và ngọt mát. Tuy nhiên, nếu bạn không biết ăn canh cua đúng cách, có thể gây nên những nguy hại cho sức khỏe, thậm chí là ảnh hưởng đến cả tính mạng. Cách đây một tuần, cả nhà em một phen hú vía, phải đưa vợ nhập viện cấp cứu lập tức. Nếu không chắc giờ em mồ côi vợ rồi các anh chị ạ. Chuyện là thế này, tối hôm trước xảy ra vụ ngộ độc kinh hoàng này. Nhà em có ăn canh cua, do nhiều quá ăn không hết, còn thừa lại khoảng một chán ăn cơm. Vợ em vốn tiếc của nên đem cất vào tủ lạnh để dành ngày mai ăn tiếp. Tối đêm đó do thằng con nó quấy quá, vợ em dậy muộn không chuẩn bị kịp thức ăn mang theo đi làm cũng như món ăn sáng. Cô ấy liền lấy đại chén canh cua vẫn còn sánh vàng, ăn tạm và chưa kịp ham lại gì cả. Ăn xong cô ấy còn gọi bớ lên, dặn dò em là tự ăn sáng đi, hôm nay vợ nấu không kịp. Khoảng 30 phút sau, không nghe tiếng vợ, cũng không nghe tiếng đóng cửa. Thường vợ em đi làm sớm hơn em dẫn thằng con 4 tuổi xuống đi học. Thấy vợ nằm trên ghế, mặt mũi tái mét, thở dốc, em hỏi vợ bị sao. Vợ vẫn không trả lời được. Em đến đỡ vợ ngồi dậy thì ó luôn một đống trên người em. Sợ quá, em gọi điện nhờ thằng cháu đến đưa con đi học, còn em gọi xe đưa vợ vô viện. Sau khi nhập viện, bác sĩ kết luận vợ bị ngộ độc do ăn phải bát canh thừa. Theo bác sĩ, bữa canh cua có chứa rất nhiều chất đạm cũng như chất dinh dưỡng khác, sau khi tiếp xúc với môi trường sẽ dễ bị các vi khuẩn có hại làm hỏng, gây ôi thiêu. Trong thời tiết đang chuyển mùa, việc nấu lại cua không những làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng mà còn có thể thịt cua bị biến chất, gây độc. Không nấu canh từ cua chết. Rất nhiều bà nội trợ thường mua cua xay sẵn ở ngoài chợ rồi về lọc rồi nấu. Tuy nhiên, cách làm này lại chứa nhiều hiểm họa không lường mà nhiều người không ngờ tới. Bởi vì khi làm cua, nhiều người bán hàng đã tiếc rẻ nên không loại bỏ những con cua chết. Trong cua chết có chứa thành phần hóa học mang tên histidine, có thể gây ngộ độc khiến người ăn bị đau bụng, nôn mửa, thậm chí bị ngộ độc nghiêm trọng. Cua càng chết lâu, lượng histidine càng nhiều, càng dễ ngộ độc hơn. Bạn nên tự tay chọn cua đồng còn sống và chọn những con cua cái mới ngon, vì cua cái chắc thịt hơn cua đực. Cua ngon là cua cái to khoảng ngón chân cái. Khi làm phải bẻ hết bụng dưới của chúng đi. Bạn không được chọn con cua cái đang đẻ và con cua quá non, vì con non nước sẽ bị hôi. Không ăn cua sống. Ở nhiều vùng quê, người dân có thói quen ăn gỏi cua sống, nhưng thực ra điều này rất nguy hiểm vì trong thịt cua sống có chứa nang trùng hút máu phổi. Nếu không qua khử trùng tiêu độc ở nhiệt độ cao mà ăn tái sống sẽ rất dễ mắc bệnh trùng phổi. Nang trùng, loại trùng hút máu ký sinh trong phổi dẫn tới ho, khạc ra máu mà còn có thể xâm hại lên não, dẫn tới chứng co giật, thậm chí gây bại liệt. Nếu nó xâm nhập vào các khí quan như mắt, thận, gan, tim, tủy sống, còn dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng hơn. Một nguyên tắc cần tuyệt đối tuân thủ là phải nấu kỹ cua đồng trước khi ăn. Không uống trà, ăn quả hồng gần với thời gian ăn canh cua. Cua rất giàu protein,
còn trong nước trà và quả hồng lại chứa tannin. Tannin có thể kết hợp với protein trong cua gây kết tủa, tạo ra các triệu chứng lợm giọng, non ói, đau bụng, tiêu chảy. Chú ý, trong và sau khi ăn canh cua khoảng 1 tiếng, bạn không nên uống nước trà. Vì khi vào cơ thể, trà sẽ làm cho một số thành phần của cua bị đóng đặc lại, không có lợi cho tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng khác, thậm chí còn dẫn đến đau bụng đi ngoài. Hồng và canh cua không nên ăn cùng nhau, vì chất tannin và các thành phần khác trong quả hồng có thể làm cho protein. Hồng và canh cua không nên ăn cùng nhau, vì chất tannin và các thành phần khác trong quả hồng có thể làm cho protein trong thịt cua rắn lại. Chất rắn đó lâu dần sẽ lưu lại trong ruột, rồi lên men và thối nữa, có thể gây buồn nôn, đau bụng, đi ngoài. Nặng hơn nữa, những chất đó còn có thể kết thành sỏi rất nguy hiểm đối với sức khỏe. Những đối tượng không nên ăn cua: phụ nữ có thai, phụ nữ mang thai những tháng đầu, hai thai nhi yếu, tuyệt đối không được nên ăn cua đồng, bởi vì do tính độc trong cua không tốt cho sự phát triển của trẻ. Hai là do tính hàn sẽ dễ gây ra đau bụng, đặc biệt công năng phá thai cũng gần giống như một khối u trong cơ thể, nên nếu ăn cua đồng sẽ dễ bị sảy thai hoặc sinh non. Người bị cảm lạnh, tiêu chảy: người bị cảm lạnh sốt, đau dạ dày hoặc những người bị tiêu chảy không nên ăn cua, vì thịt cua lạnh khiến bệnh càng nặng hơn. Trong gạch cua có chứa một hàm lượng cholesterol cao, không tốt cho những người mắc bệnh huyết áp cao, xơ cứng động mạch, bệnh mỡ trong máu cao. Ngoài ra, người bị dị ứng cũng cần hết sức cẩn trọng khi ăn canh cua. Người có tiền sử cao huyết áp và tim mạch: cua đồng càng béo ngậy, hàm lượng chất béo trong cua càng cao. Việc ăn nhiều cua đồng sẽ khiến cholesterol trong máu tăng cao. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với những người có tiền sử về tim mạch và huyết áp. Dù không ảnh hưởng trực tiếp, nhưng quá trình tích tụ cholesterol lâu dài sẽ khiến bệnh chuyển biến nặng. Người bị hen, cảm cúm: theo đông y cổ truyền, cua đồng vốn có tính hàn, hạn chế sử dụng cho những người hay bị nhiễm lạnh, dính gió, đặc biệt là bị ho hen và cảm cúm. Vì tính hàn sẽ làm cho cơn hen trở nên nặng hơn, khó thở và ho liên tục. Tuy nhiên, vẫn có thể dùng hạn chế, chứ không cần phải kiêng khem tuyệt đối. Người bị bệnh gút: có hai lý do chính khiến người bị bệnh gút không được phép ăn cua đồng. Thứ nhất là do hàm lượng protein trong cua đồng rất cao, điều này khiến bệnh gút diễn biến trầm trọng thêm. Thứ hai, tính hàn của cua đồng làm cho các chỗ xương bị viêm, dễ bị nhiễm lạnh, phát bệnh gây đau nhức, xương tấy. Vì vậy, cần lưu ý khi sử dụng. Người mới ốm dậy: hệ tiêu hóa của người ốm dậy chưa thật sự ổn định, do khoảng thời gian dài tiếp xúc với các thức ăn giàu dinh dưỡng, hấp thu trực tiếp. Thức ăn dạng lỏng dễ tiêu hóa, thế nên thường rất yếu, dễ bị nhiễm lạnh và đau bụng. Cua đồng là thực phẩm mang tính hàn, vì vậy khi chế biến cần nấu chung với các loại thực phẩm khác với hàm lượng nhỏ, hoặc hạn chế không sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc chữa yếu sinh lý hiệu quả, giúp huyết ong sung mãn ngay tức thì. Áp dụng ngay bài thuốc gian gian hiệu quả dưới đây, giúp huyết ong sung mãn ngay tức thì. Yếu sinh lý là một khái niệm chung để nói lên tình trạng sinh hoạt tình dục không được thỏa mãn, không đạt được độ sung mãn cũng như tần suất sinh hoạt tình dục hoặc những trục trặc trong quan hệ chăn gối. Nó biểu hiện rất đa dạng và tùy thuộc vào tuổi tác, điều kiện làm việc, môi trường sống, quan hệ tình cảm vợ chồng, đau lưng, thận yếu chỉ là một trong những nhiều nguyên nhân dẫn tới sinh lý yếu mà thôi. Dưới đây là một số bài thuốc chữa yếu sinh lý hiệu quả. Thịt dê. Theo hia, dê là loài động vật ăn tạp, có bộ phận tiêu hóa và sinh dục rất mạnh. Mỗi sáng ra khỏi chuồng, một con dê đực có thể giao hợp liên tiếp với nhiều đối tác. Dê cái cũng có năng lực sinh sản rất tốt, mỗi con có thể đẻ hàng trăm lứa trong đời. Từ ngàn năm qua, dân gian luôn truyền nhau về tác dụng tăng cường sinh lý của loài dê.
người ta dùng nhiều bộ phận của nó để làm thuốc bổ hoặc chữa bệnh. Sau này, các nghiên cứu khoa học về đông y cũng chứng minh nhiều bộ phận của con dê có công dụng bổ huyết, cải thiện khả năng tình dục và chữa bệnh hiệu quả mà an toàn. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu đông y cũng đưa ra kinh nghiệm, khi dùng thịt dê cùng với tảo đỏ thì hiệu quả chữa các chứng về yếu sinh lý được tăng lên rất nhiều. Bài thuốc cụ thể như sau: thịt dê tươi 100g, nấu với xương khung 6g, tảo đỏ 12g để ăn, sau một thời gian sẽ thấy hiệu quả. Thịt chim sẻ. Theo đông y, thịt chim sẻ có vị ngọt, tính ấm, vào thận, có tác dụng tráng cương, ích tinh, on kiện cần có. Sát niệu, chỉ khái xuyển, có tác dụng chữa yếu sinh lý, đau lưng mỏi gối, tăng cường ham muốn cho nam giới. Bài thuốc chữa yếu sinh lý từ chim sẻ. Nguyên liệu: chim sẻ 5 con, 10g đại hồi, 10g tiểu hồi, gừng tỏi vừa đủ. Cách làm: làm sạch chim, ráng chim sẻ với bơ và gừng, tỏi đập dập, rồi thêm nước sôi và các vị thuốc trên vào đun nhỏ khoảng 1 giờ đồng hồ. Tác dụng: các chất yếu sinh lý như liệt dương, suy giảm tình dục, di tình tạo tiết. Cá chạch. Theo đông y, cá chạch có vị ngọt mát, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, tráng dương bổ huyết, chống lão hóa. Từ xưa đông y đã dùng cá chạch như một vị thuốc chữa yếu sinh lý hiệu quả cho nam giới. Bạn có thể dùng một số bài thuốc từ cá chạch như sau: chữa liệt dương, 250g cá chạch làm sạch, bỏ đầu, nấu cháo cùng với nhục quế và phụ phiến, khi ăn cho thêm vài lát gừng, ăn nóng. Chữa xuất tinh sớm, làm sạch cá chạch, cho vào nồi đất đun sôi, cho thêm ít rượu trắng vào xăm sắp nồi cá, đun thêm 30 phút với lửa riu riu, khi chín ăn nóng, ăn liên tục trong 7 ngày. Trị chứng suy giảm ham muốn, 5-6 con cá chạch làm sạch, lọc xương để riêng, đem chiên xương cho mềm với dầu rồi cho thịt vào đảo đều, cho thêm 300ml rượu trắng cùng vài lát gừng đun thêm 30 phút. Khi thấy cá chạch dần chuyển sang màu trắng đục thì dùng thìa vớt lớp dầu bên trên bỏ đi, thêm tiêu và gia vị vào rồi ăn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chữa bệnh trĩ bằng đu đủ xanh, cách chữa lạ nhưng cực kỳ hiệu nghiệm. Rất nhiều người từng ăn đu đủ mà không biết loại quả này còn là phương thuốc chữa bệnh trĩ đơn giản nhưng cực hiệu nghiệm. 1. Tác dụng của quả đu đủ. Quả đu đủ chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, cung cấp nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin A, C, vitamin B1, B2, các khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt, thiamine, riboflavin. Ngoài ra, trong quả đu đủ còn chứa nhiều beta-carotene hơn so với các loại rau củ quả khác. Đó là một tiền chất của vitamin A. Khi vào đến cơ thể, sẽ được chuyển hóa thành vitamin A, rất tốt cho sức khỏe. Theo đông y thì đu đủ có tính hàn, vị ngọt, tác dụng thanh nhiệt, bổ tỳ, làm mát gan, nhuận tràng, giải độc, tiêu thủng. Ăn đu đủ chín vào mùa hè giúp thanh nhiệt, giải độc, thanh tâm, nhuận phế. Ăn vào mùa thu đông thì đu đủ giúp nhuận táo, dưỡng can, nhuận phế, chỉ khái, hóa đàm. Dùng đu đủ xanh hầm với thịt động vật sẽ làm cho thịt mềm hơn. Những người nuôi con bằng sữa mẹ ăn chăn giò hầm với đu đủ để có nhiều sữa cho con bú. 2. Đu đủ, phương thuốc điều trị bệnh trĩ. Đối với những người mắc bệnh trĩ thì nên dùng đu đủ bằng cách sau: đu đủ ương 150g và trực tràng heo 100g, làm sạch cắt khúc, gia vị gừng hành vừa đủ hầm ăn. Đu đủ chín 50g, hồng xiên chín 50g, dâu tây 50, cho cả 3 loại quả này vào xay sinh tố uống ngày 1-2 lần. Nếu sản phụ bị mẹ trĩ sau sinh thì dùng đu đủ ương hầm chung với xương lợn để ăn sẽ rất tốt. Đặc biệt, cắt một trái đu đủ xanh, quả đu đủ khi cắt phải còn tươi và nhiều nhựa. Sau đó tôi đến giờ đi ngủ thì bổ đôi quả đu đủ đó ra, ấp hai nửa quả đu đủ vào mỗi bên cẳng chân,
cuốn quay lên trên. Làm như vậy để qua đêm thì mạch máu của bú trĩ sẽ co thắt lại, như bôi thuốc co mạch trực tiếp. Cứ tiếp tục thực hiện cách làm này đến khi khỏi thì thôi. Bên cạnh việc chữa bệnh thì bạn cũng nên ăn nhiều rau củ quả, chứa chất xơ và tránh ăn uống đồ nóng để bệnh nhanh khỏi và tránh tái phát. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng của lá đầu không chữa đau dạ dày ít người biết. Từ xưa tới nay, lá đầu không chỉ được biết đến với tục ăn trầu câu, nét văn hóa truyền thống, mà nó còn là một vị thuốc dùng để chữa trị nhiều bệnh. Trong đó, dùng lá đầu không có thể trị đau dạ dày và làm giảm các triệu chứng bệnh hiệu quả mà không phải ai cũng biết. Dưới đây, các bạn cũng có thể tìm hiểu về công dụng chữa bệnh đau dạ dày của lá trà không và cách dùng lá đầu không chữa bệnh hiệu quả. Công dụng chữa bệnh đau dạ dày của lá trầu không: làm giảm các cơn đau dạ dày nhanh chóng. Lá trầu không có tác dụng làm dịu mát và giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Đó là nhờ trong lá trầu có chứa thành phần chính gồm nhiều chất oxy hóa, có tác dụng loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và cân bằng nồng độ pH trong dạ dày. Bên cạnh đó, nó có khả năng chuyển hóa trong cơ thể và thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra dễ dàng hơn. Mỗi khi bị cơn đau dạ dày ập đến, bạn có thể lấy lá đầu không để nhai hoặc uống nước lá đầu không sẽ giúp làm giảm đau nhanh chóng. Lá đầu không loại bỏ tình trạng khó tiêu. Đau dạ dày thường gây ra tình trạng khó tiêu, bụng ì ạch do thức ăn không được tiêu hóa hết và lưu trữ trong dạ dày. Thông thường, khó tiêu đi kèm với triệu chứng đầy hơi, chướng bụng. Trong trường hợp này, bạn có thể tận dụng lá đầu không để khắc phục rất hiệu quả. Dùng lá đầu không có khả năng cải thiện khả năng chuyển hóa trong cơ thể, giúp kích thích sự tuần hoàn bên trong ruột để ruột hấp thu các khoáng chất và vitamin từ thức ăn tốt hơn. Đồng thời, các chất thải bên trong ruột sẽ dễ dàng được loại bỏ nhờ công dụng kích thích đối với cơ vòng của lá đầu không. Lá đầu không giúp làm giảm và hạn chế các cơn đau do đầy hơi. Đầy hơi kèm theo các triệu chứng đau ngực, ợ nóng, khó nuốt, nôn là những biểu hiện của bệnh trào ngược thực quản dạ dày, gây cho người bệnh cảm giác khó chịu. Khi đó, dùng lá đầu không sẽ là một vị thuốc giúp kiểm soát bệnh và làm giảm các triệu chứng một cách nhanh chóng mà vô cùng đơn giản, hoàn toàn. Lá đầu không có chứa các chất giúp bảo vệ dạ dày tá tràng khỏi sự tấn công của các chất độc hại và tác nhân gây bệnh. Loại bỏ các gốc tự do gây hại, cân bằng lượng axit trong dạ dày, từ đó giúp làm giảm triệu chứng bệnh hiệu quả. Tính chất từ lá đầu không sẽ kích thích quá trình co thắt và giãn nở của cơ vòng để đẩy khí ga ra ngoài, ngăn chặn tình trạng trào ngược axit dạ dày lên thực quản. Nhờ đó sẽ giúp làm dịu các cơn đau và khắc phục tình trạng bị đầy hơi khó chịu. Lá đầu không chữa táo bón. Dùng lá đầu không để chữa táo bón rất đơn giản mà hiệu quả cao, áp dụng cho cả trường hợp người lớn và trẻ em. Nhờ có chứa nhiều chất chống oxy hóa, lá đầu không giúp loại bỏ các tác nhân gây hại dạ dày và khôi phục độ pH bình thường trong dạ dày, kích thích tiêu hóa để ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Cách dùng lá đầu không chữa táo bón rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy lá đầu không rửa thật sạch, dùng để nhai nuốt lấy nước, nhả bã, dùng khi bụng đang đói. Hoặc bạn giã nát lá đầu không, đổ nước đun sôi để nguội vào đĩa qua đêm. Sáng hôm sau chắc lấy nước này để uống, khi bụng đói sẽ giúp cải thiện rõ rệt tình trạng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mỹ đang phát sốt với loại rau chống ung thư cực mạnh, trong khi ở Việt Nam rẻ không ngờ. Hẳn các mẹ tò mò lắm đây, không biết siêu thực phẩm này là cái quái gì mà dân Mỹ tìm mua nhiều thế. Hóa ra đó là loại rau rất phổ biến ở nước ta. Cũng may mắn là gia đình em thích loại rau này lắm,
nên em thường xuyên nấu cho cả nhà ăn, dù trước đó không hề biết nó là loại rau củ có khả năng chống ung thư cực mạnh. Chỉ là thấy thích thì ăn thôi. Tình cờ đọc được một bài báo của nước ngoài, em mới biết trong bông cải xanh chứa một hoạt chất chống ung thư cực mạnh luôn các mẹ ạ. Tuy nhiên, không phải bây giờ bông cải xanh mới được tìm mua nhiều như vậy. Sự thật là năm 23 trước công nguyên, nhà tự nhiên học Sicurdus đã dành riêng một chương cho cuốn Bách khoa toàn thư để nói về bông cải xanh, vì những lợi ích vô tận của nó. Và vì quá yêu thích loại thực phẩm này, ông đã không ăn gì ngoài bông cải xanh trong vòng vài tháng trời. Gần đây, nhóm nghiên cứu của giáo sư Paul Talalay ở trường Đại học John Hopkins, sau hơn 20 năm tìm tòi nghiên cứu về các phương pháp phòng ngừa ung thư, đã tìm thấy trong bông cải xanh một hoạt chất kỳ diệu có tên là sulforaphane, có khả năng kích hoạt hệ thống thải độc, bảo vệ tế bào, tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực ngăn ngừa ung thư. Đặc biệt, hàm lượng sulforaphane trong hạt mầm bông cải xanh 3 ngày tuổi cao gấp 50 đến 100 lần trong bông cải xanh trưởng thành. Phát hiện này đã thực sự khiến cho nhu cầu bông cải xanh tăng gấp đôi trên toàn nước Mỹ. Sở dĩ sulforaphane, gọi tắt là SFN, là một hợp chất mạnh mẽ có khả năng chống lại ung thư ở nhiều mặt khác nhau, vì nó làm tăng hoạt tính của các enzyme thải độc, giúp loại bỏ các chất gây ung thư ra khỏi cơ thể, giúp chống viêm, giết chết các tế bào bất thường và ức chế sự nhân lên của các tế bào ung thư. Ở cấp độ tế bào, nó giúp chống lại quá trình oxy hóa. Theo một cách khác biệt, thay vì trực tiếp chống lại các gốc tự do, SFN giúp kích hoạt các gen trong cơ thể để làm tăng sản sinh glutathione nội sinh, chất chống oxy hóa mạnh nhất của cơ thể, có mặt trong từng tế bào của chúng ta. Do vậy, nó còn được mệnh danh là vệ sĩ bảo vệ tế bào. Từ trước nay đã có hơn 1.400 nghiên cứu được đăng tải trên Thư viện Y học Hoa Kỳ về tác dụng và hiệu quả của bông cải xanh đối với sức khỏe, nhất là trong việc ngăn ngừa ung thư. Đặc biệt, SFN còn được cho là hoạt chất mạnh mẽ nhất trong số các chất có khả năng ngăn ngừa ung thư. Với gần 40 công dụng khác nhau, bên cạnh khả năng ngăn ngừa ung thư, bông cải xanh hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như chống oxy hóa, giảm thoái hóa xương khớp, bảo vệ tế bào thần kinh, giảm trầm cảm. Các mẹ ơi, đã có nghiên cứu hẳn hoi về công dụng thần kỳ của bông cải xanh thì dạ gì chị em mình không thường xuyên mua về cho cả nhà ăn nhỉ? Có rất nhiều cách để chế biến bông cải xanh như luộc hấp, nấu canh, xào, tẩm bột chiên, tha hồ cho các mẹ lựa chọn. Còn mẹ nào xiên thì gieo hạt bông cải xanh để thu hoạch rau mầm. Ao loại rau này còn tốt hơn bông cải xanh gấp cả trăm lần đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đổ xô trồng cây chứa độc tố giết người mà tưởng cây nhân sâm. Dạo gần đây, người dân ở một số tỉnh trên khắp cả nước đua nhau trồng một loại cây có củ và mùi vị và hình dáng của nó giống hệt củ nhân sâm. Sự nhầm lẫn này đã gây ra nhiều vụ ngộ độc nghiêm trọng, vì thật ra giống cây họ trồng chính là cây thương lục, một loại cây chứa nhiều độc tính. Theo các chuyên gia, ngộ độc thương lục có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Ngày 9 tháng 7, tại Pleiku, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ ngộ độc do uống rượu ngâm cây thương lục, khiến 6 người phải nhập viện trong tình trạng choáng váng, nôn mửa và tiêu chảy. Qua xét nghiệm, nguyên nhân vụ ngộ độc được xác định là do 6 người này đã uống rượu có ngâm củ cây thương lục. Trong khi đó, kết quả xét nghiệm các loại thực phẩm khác đều âm tính và đạt trong giới hạn cho phép. Với hình dáng khá giống với nhân sâm, đặc biệt là khi ngâm rượu, cũng có mùi rất giống nhân sâm. Nhiều người nhầm tưởng nên đã dùng củ cây thương lục ngâm rượu uống mà không biết đến độc tính chết người của nó. Đây không phải là lần đầu tiên có người bị ngộ độc cây thương lục. Trước đó, gia đình bà Nguyễn Thị Tê, trú ở thành phố Nam Định, cũng trồng nhiều cây sâm lạ sau khi được bạn bè giới thiệu. Sâm lớn rất nhanh và chỉ trồng được gần một năm, bà Tê đã thu hoạch, rửa sạch củ sâm để mang đi ngâm rượu. Nhìn củ sâm thơm ngon, mùi như nhân sâm
Bà T cắt lấy một lát nhỏ nhắm ăn. Chỉ nửa tiếng sau, bà bị ngộ độc nôn ói, vật vã phải đi viện cấp cứu. Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cũng cấp cứu cho bệnh nhân Trần Thị Ngài, 68 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An. Rơi vào nguy kịch do ngộ độc khi ăn củ sâm nhà trồng. Người nhà cho hay, hai ngày trước, bà Ngài đào củ sâm trong vườn rồi rửa sạch. Cắt một lát nhỏ ăn, 30 phút sau, bà bị nôn, đau đầu, sức khỏe suy kiệt, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo tiến sĩ Phạm Việt Hoàng, phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y học cổ truyền Trung ương, qua những hình ảnh người dân cung cấp cho thấy, đây là cây thượng lục, rất giống với cây nhân sâm nên hay bị nhầm lẫn. Tiến sĩ Hoàng cho biết, các sách đông y ghi chép lại rằng cây thượng lục xuất xứ ở Bắc Mỹ, được thường hóa ở châu Âu và nhiều nước khác, trong đó có nước ta. Ở Việt Nam, thượng lục có nhiều tên gọi khác nhau như Bạch Mẫu Kê, Sơn La Bạc, Giả La Bạc, Kim Thất Nương, Trưởng Bắc Lão. Theo đông y, thượng lục là loại cây có độc ở tất cả các bộ phận từ củ, thân, lá và hoa. Nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy nó chứa một loại chất độc đắng gọi là phytolactoxin. Khi cơ thể hấp thụ liều lượng nhiều chất trên, sẽ có cảm giác tê môi, đầu lưỡi, đau bụng, vã mồ hôi, giãn đồng tử, tăng tiết đờm nhớt, nôn mửa, tụt huyết áp, co giật, liệt hô hấp, hôn mê, tim đập nhanh, tinh thần hoảng hốt, nói lảm nhảm và có thể dẫn đến tử vong nếu không kịp thời cấp cứu. Khi bị ngộ độc, nên đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để thực hiện các bước sơ cứu cần thiết trước khi quá muộn. Còn theo bác sĩ Bùi Thanh Hải, Hội Đông y tỉnh Nghệ An, cây thượng lục có tác dụng chủ yếu là chữa phù, căng trướng, xa kết như bị táo bón, có vai trò như thuốc sổ hoặc có thể trị bệnh ngoài da như mụn nhọt. Rễ, cây và lá đều có thể dùng được. Tuy nhiên, nó là vị thuốc chứa chất độc nên ít được dùng trong y học. Nếu không dùng đúng liều lượng, có thể hủy thai, diệt tinh trùng gây vô sinh. Để nhận biết cây thượng lục với nhân sâm, theo tiến sĩ Hoàng, hình dáng của cây thượng lục là loài cây thảo, sống nhiều năm, thân hình trụ nhẵn, màu xanh lục, ít vàng nhánh, lá mọc xoè le, phiến xoàn ngược to, dài 12-25cm, rộng 5-10cm, cuốn lá 3cm, đầu lá nhọn tù, gốc lá nhọn. Thượng lục có chùm hoa đối diện với lá, nhưng không gắn trước lá. Cao 15-20cm, năm lá đài trắng, hình cầu dẹt, hạt đen, dẹp, hình thận hay tròn. Cây trưởng thành có thể cao hơn 1m, có củ mập, to khá giống với củ sâm. Sau khoảng 8 tháng, củ có thể to cỡ cổ tay người lớn. Chính vì dễ trồng, màu lớn, có hình dạng bên ngoài và mùi vị sau khi ngâm rượu rất giống mùi nhân sâm, nên nhiều người đã đào rễ, cắt lá, phơi khô, để cả củ ngâm rượu uống mà hoàn toàn không hay biết là mình đang tự đầu độc cơ thể. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bé bị suy thận nặng vì sai lầm hầu như 90% mẹ Việt mắc phải. Chứng kiến cảnh con nằm trên giường với chiếc bụng to vượt mặt, ai cũng cảm thấy thương xót cho số phận của cậu bé đáng thương. Năm ngoái, Kobe, con bạn thân mình, được đưa đi bệnh viện Nhi đồng 2 khám khi thấy con có những dấu hiệu bất thường như tay chân phù nề, đặc biệt là chiếc bụng của con ngày càng phình to, đến nỗi nhìn nghiêng như một người đang có bầu. Bác sĩ chẩn đoán con bị suy thận nặng và cần phải chạy thận gấp. Bạn mình kể, cũng do dạ dột, từ nhỏ khi bước vào giai đoạn ăn dặm, cô Biên không chịu ăn. Mẹ chồng bạn bảo, nấu lạc lẽo thế, sao thằng bé ăn được. Thế là bà bắt chị nêm nếm, cho thêm muối và gia vị vào, cho thằng nhỏ ăn như người lớn. Trộm vía, thằng nhỏ ăn thấy thương ghê, lại còn tăng cân thêm nữa. Thấy vậy, chị tiếp tục cho con ăn theo cách nấu nướng như người lớn. Đến khi con lớn một chút, ăn được cơm, bạn cho con ăn cùng thức ăn với cả nhà luôn. Bạn mình đi làm suốt, do cô Bin cho bà nội chăm. Bà chiều cháu lắm,
con thích ăn món gì, bà cho ăn tất. Ngày nào cũng snack, xúc xích, uống nước ngọt có ga nữa. Dù không bằng lòng, nhưng bạn không dám cãi lại, vì ở nhà chồng không được quyền can thiệp cách nuôi dạy con. Đã nhiều lần, bạn tâm sự rất muốn dọn ra ngoài ở riêng để có cách dạy con theo ý mình. Nhưng mỗi lần đề cập, chồng và mẹ chồng lại giãy nảy. Gia đình tùm lum chuyện hết, nên bạn đành gác ý định này lại. Năm ngoái, Kobe có những biểu hiện bất thường như tay chân phù nề, bụng ngày càng to kinh khủng. Bạn đưa đi khám mới biết con bị suy thận nặng. Hai tin bạn muốn ngã quỵ, nhưng vì con nên bạn buộc phải mạnh mẽ vượt qua. Giờ Kobe đã chạy thận gần một năm, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, gia sản đủ kiểu. Vợ chồng là bao nhiêu gồm cho con chạy thận hết. Hôm trước bạn nói với mình bạn muốn chia sẻ câu chuyện này cho mọi người biết để đừng mắc sai lầm giống bạn. Con đau bệnh, mẹ cũng chẳng sung sướng gì, thậm chí còn đau gấp trăm ngàn lần. Nhìn con như vậy, bạn chỉ muốn chết cho xong. Vậy những ai đang có con nhỏ, hãy nhớ, đừng bao giờ cho con ăn mặn nhất là giai đoạn ăn dặm. Tuyệt đối hạn chế cho con ăn những món như snack, xúc xích, cơm chiên, tôm chiên, gà rán, vì đó cũng là một trong những nguyên nhân gây suy thận. Theo các bác sĩ chuyên khoa, người lớn có thói quen ăn bao nhiêu đều nêm cho trẻ em ăn bấy nhiêu. Thậm chí nhiều người thường nêm quá tay khi chế biến thức ăn cho trẻ. Điều này về lâu dài sẽ khiến cơ thể của trẻ phải nạp vào một lượng muối quá lớn. Trong khi thận còn yếu, chức năng chưa hoàn thiện, dẫn đến tích nước, ứ lại và gây suy viêm. Khi muối quá nhiều trong cơ thể không chỉ gây ra gánh nặng cho thận, mà còn ảnh hưởng lớn đến nhịp đập của tim, khiến cho trẻ không thể phát triển bình thường khỏe mạnh. Hơn nữa, khi ăn nhiều muối sẽ làm cho trẻ luôn luôn bị khát, bé phải tiết nước bọt nhiều, dẫn đến suy giảm số lượng lysozyme tự nhiên trong miệng. Chức năng chính của lysozyme là diệt khuẩn. Khi bị thiếu, cũng đồng thời làm khả năng tiêu diệt vi khuẩn trong miệng, hạn chế chức năng bảo vệ cơ thể. Chống virus làm suy yếu sức đề kháng của bé, dẫn đến phát bệnh. Một trong những tác hại của việc ăn nhiều muối là làm thay đổi vĩnh viễn khẩu vị của trẻ, khiến cho trẻ mắc thói quen ăn mặn. Lâu dài cũng sẽ sinh ra các bệnh về thận. Trẻ sẽ mất cảm giác và cảm nhận hương vị, ăn không ngon, chức năng khẩu vị mất đi sự nhạy cảm. Theo ý kiến của bác sĩ, nếu cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng ăn muối thì hàm lượng muối không được vượt quá 0,5g mỗi ngày. Giai đoạn này vốn chỉ được phép cho trẻ bú mẹ hoặc uống sữa hoàn toàn. Nếu phải ăn dặm thì nên hạn chế ăn muối càng ít càng tốt, thậm chí không cần nêm muối. Lứa tuổi trẻ em được khuyến cáo tỷ lệ nêm muối cho bữa ăn không nên vượt quá 3g mỗi ngày. Người trưởng thành không nên ăn vượt quá 6g muối một ngày. Vào mùa hè, cơ thể đổ nhiều mồ hôi, bạn có thể ăn muối nhiều hơn một chút so với mùa đông. Các chuyên gia sức khỏe và dinh dưỡng khuyên rằng, trong thực phẩm, bản thân nó đã chứa các khoáng chất, bao gồm vị chua, cay, mặn ngọt, đắng tự nhiên. Nếu bạn ăn vả thức ăn không cần nêm muối là một thói quen tốt. Vì sức khỏe con em, thà cãi nhau với mẹ chồng, em nhất quyết không bao giờ nêm muối vào thức ăn khi con em còn quá nhỏ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học 55 thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamate, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng, dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực,
để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.